Đấy, chào tất cả bạn ha, chào mừng tất cả bạn đã quay lại kênh mình ha. Thì hôm nay mình có một con máy thủy cực kỳ to, cực kỳ khổng lồ luôn anh em. Đó, chia sẻ đến tất cả bạn ha. Chia sẻ đến tất cả anh em, những bạn, những anh em nào mà có nhu cầu về cái máy này ha. Máy thủy, máy lớn nha anh em. Để phục vụ cho tàu, ghe, thuyền gì đó thì liên hệ mình ha. Có một con duy nhất, con này mới về đâu, mới về anh em, mới về cả tuần trước á, thì nay mới rảnh để đấu dây điện ha. Con này thì bình 24 con, nó nên đấu có hai cái 12 con câu lại anh em. Đó, thì mình sẽ mô tả thông tin của cái máy này. Máy này con máy Yanma nha anh em, Yanma. Đây thông tin của nó đây. Con này Yanma là 6B, model là 6BH-HT ha. Con này là 130 PS ha, nó chạy tốc độ là 2700 vòng trên phút. Ủa? Ở dưới đây là 1045 vòng trên phút. Nói chung là anh em nào gần máy thì có thể hiểu mấy thông số này ha. Đó. 130 PS. Quá dữ luôn. Đây. Thông tin con Yanma đây anh em. Yanma ha. Đây có cái thông tin của các nước gì nè. Đây. Thì mình đang câu dầu vô cho nó ấy, rồi mình sẽ quay thông tin sơ cái máy, rồi mình sẽ test cho anh em xem. Anh em thấy nè, con này còn rất là đẹp nha anh em. Đó, thấy gì dưới đây bóng lưỡng luôn, rất là đẹp luôn. Nha. Có cái đầu kia nó bị chắc bị dính nước biển, nước gì hay gì đó, nên nó bị bong bong nhóc chóc nước sơn thôi. Nước sơn thì cũng không ảnh hưởng gì, anh em nào kỹ thì về sơn lại. Nha. Con này thì nguyên zin, mình chưa về đụng, anh em tôi chưa về đụng gì hết. Chỉ là câu bình ra nè, câu sẵn để ngồi test chạy cho anh em xem ha. Đó, anh em coi xong xuôi cái máy ha. Rồi bây giờ mình sẽ hả, con này có turbo nha anh em. Đây ha, đầu turbo đây ha. Đó, phụ đề phụ phát 24 V, phụ đề 24 V. Thì mình đang đấu điện rồi. Rồi ok, test đi. Nguyên hộp số nó còn nguyên đây anh em. Hộp số đây ha, hộp số này chắc mình nghĩ nó dính nó dưới nước biển nè, nên nó bị bong chóc nè, bong nước sơn nè. Anh em về chịu khó thảy cái này lại, sơn lại cái này là cực kỳ đẹp ha, sơn lại cái đầu này cực kỳ đẹp ha. Rồi ok, test. À quên, mình sẽ lên ga ha. Đây là mình lên ga đây anh em. Rồi, quá đã anh em ơi, quá im luôn. Ga anti ra. Chạy nhẹ nhàng luôn à. Quá dữ luôn anh em ơi. Đây nha, cu ly nó bắt đây. Anh em muốn bắt chạy cái gì chạy ha, còn cái kia cái hộp số đó để tăng giảm hộp số nữa rồi. Chạy ngược chạy xuôi rồi hộp số hoạt động hoàn hảo nha anh em. Đây có cái cây, mình gắn cái cây vô đó mình gặp thôi. Đó, về con ngò đây nha. Đó, anh em nghe guarantee nó chạy nè, đã ghê không, chim ru quá im. Con này 6 máy nha anh em nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 máy, quá dữ luôn anh em ơi. Để tắt đề lại cho anh em xem nè. Đó. Im cực kỳ im luôn. Khỏi lên ga thế rồi, đề luôn. Quá nhẹ anh em ơi. Cốc cái là chạy liền. Quá im anh em. Nước vô hả? Nóng rồi, trời nóng rồi. Mới chạy rồi. Ha. Quá đã luôn anh em. Một cô. Đó, anh em nghe tiếng máy ha, này
chưa có cái boe nữa đó. Anh em ra gắn cái boe bự lên nữa là cách âm rồi nữa là thôi kim đu và đù luôn ha. Gắn boe nữa là ngon lắm. Vô số má đồ ngon lành hết. Giờ về là chỉ việc anh em là bắt lên cái thuyền, cái tàu của anh em thôi. Cắn độ cái đế sau đó anh em bắt lên, có đế sẵn hết trơn rồi, có chân sẵn hết rồi. Rồi ok, tắt đi anh ơi. Quá đã. Đề quá nhẹ luôn anh em. Ha. Con này là nguyên zin, nói chung là bên mình chưa đụng đĩa gì hết nha anh em, chỉ câu điện, câu dầu nhớt rồi câu dầu vô cho nó chạy thôi. Đó, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ bên mình á. Số điện thoại là 0908875468 ha, hoặc là xem máy trực tiếp ở Dĩ An Bình Dương nha anh em. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ ha, một ngày Giáng sinh thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình.